Trung xin chào tất cả anh em. Buổi sáng hôm nay sẵn cái chuyến đi giao hàng này, kéo ra ngoài đường để giao cái một cái món hàng. Trung làm cái video giới thiệu với anh em một cái con xế đuôi. Thông thường giống như mấy hôm trước thì mình thường đăng cái kiểu là thử tính năng xế đuôi thôi, nhưng mà con này thì hiện giờ đang tháo đuôi ném ở nhà rồi. Tính năng xế đuôi thì cũng không có gì quan trọng lắm. Bây giờ mình làm giới thiệu với tính năng là kéo mót, đuôi cắt ra rồi cạp vào cổ mót như thế này, xỏ chốt bi vào rồi. Đây là cái con Ichiki KX 800 nhé. Đùi lục giác, đùi liền, máy 8KF82, số thì nhanh chậm số máy, nhanh chậm số sới, rồi 3 tiếng một lùi, 2 tầng nhanh chậm đầy đủ, nói chung là đầy đủ hết. Vừa chạy một cái đoạn khoảng hơn cây số ra đến ngoài đầu ngõ thì thấy được cái con này nó có cái ưu điểm. Máy KF82 nhé. Nè, trước vỡ mất rồi. Đài này nó có một cái ưu điểm mà để kéo nó dễ dàng, đó là cái tay phanh của nó chuyển hướng rất là mịn. Hôm trước kéo bằng cái con Mitsubishi G700, cái con đấy mỗi lần bóp phanh chuyển hướng nó rất là giặt, có nghĩa là cái phần giữa cắt và cắt động lực và không cắt ấy, nó rất là thưa cái bánh răng như thế này. Còn cái đời này chắc là răng nhuyễn hơn nên nó cắt rất là chính xác, lái vào cua rất là chính xác luôn. Côn rất nhẹ này, côn nhẹ, phanh cũng nhẹ này. Đây có phanh tay nè, máy móc thì thử nhé. Ngoài sau đang kéo một cái khối lượng sắt cũng tương đối nặng, một cái bò cần cẩu Dano Z1004M ngoài sau đấy của anh Hoàng ấy. Thử giật nổ cho anh em xem. Đây này, có cái e này, kéo e ra một tí nè, đây giật đấy, kéo là nổ thôi. Số mình để số chậm nhé, đây là số lùi nè, rất nhẹ luôn. Số tiếng này, 1 trên đường trường, trên cái đoạn đường trường mình có đi số nhanh, đi cả số 6 của nó, số 3 tầng nhanh đó, tương đương số 6 đấy, thì cái tốc độ của con này nó không quá cao, tốc độ nó bình thường, trung bình so với bất kỳ con máy xới nào. Chỉ cảm thấy nó ưu điểm ở chỗ là chuyển hướng rất là dễ luôn, dành cho người mới lái ấy. Anh em mà mới chạy lần đầu với con xe càng thì cái chuyển hướng nó cũng quan trọng lắm, không quen hay phi thẳng xuống ao xuống ruộng các thứ. Còn cái con này thì nó rất là dễ lái, tuy là nó to lắm, cái động cơ nó rất là mạnh luôn, cái phía sau như thế này, nhưng mà thật ra đề ba không thấy nó thoải mái một tí nào hết, nó còn thừa nhiều lắm. Hôm qua mình có kéo một cái chuyến đi ngắn hơn, nhưng mà mình chắc hai cái động cơ của một anh giàu ở Cà Mau ấy, hai cái động cơ hai bánh đà và một cái động cơ bốn máy nằm ở trên cái mót đó ngoài tấn, mình đi cũng vẫn rất là nhẹ nhàng luôn. Nhưng mà trên đường tuần nhé anh em, chứ không phải đường lầy đường dốc đâu. Trên ở trong nhà ra thì chỉ có đường bê tông với lại đường lớn như thế này thôi. Rồi cái video giới thiệu đến anh em á chỉ có bấy nhiêu thôi, anh em có điều kiện thì đến nhà xem trực tiếp, thử test các kiểu, muốn lắp đuôi xới vào thử tính năng xới, hoặc là lắp mọt vào để thử tính năng kéo của nó đều ok hết. Rồi, chung kết thúc video. Xin chào tất cả anh em ạ.